Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn và đồng hành cùng với chương trình của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC để bắt đầu một buổi tối hôm nay ngày 20 tháng 10. Tôi là Lưu Phước. Tôi là Thùy Linh và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin chính trong một ngày vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Đúng như những dự đoán của nhiều người, loại nước mắm được cho là an toàn về thạch tín đã lộ diện sau khi những thông tin về nước mắm truyền thống chứa độc tố này được công bố và gây hoang mang cho người tiêu dùng. Hai nam hành khách xúc phạm và hành hung nữ nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airlines tại nội bài có thể bị cấm bay. Ngày 20 tháng 10, chỉ cần được tặng hoa hay là chụp ảnh với hoa là chị em đã có thể vui cả ngày, thậm chí là có quyền lên mặt với những người không được tặng hoa. Chuyện tối nay sẽ bàn về bệnh phù phiếm của những người phụ nữ. Thưa quý vị, xin được tiếp tục câu chuyện về nước mắm đang được các gia đình tại Việt Nam hết sức quan tâm thời gian gần đây. Trong khi người tiêu dùng đang hoang mang về thông tin phần lớn mẫu nước mắm truyền thống được khảo sát nhiễm thạch tín, còn gọi là arsen thì có một sự trùng hợp là hôm nay một loại nước mắm được quảng cáo là không thạch tín đã được quảng cáo quảng bá đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này không nằm ngoài dự đoán của những người có kinh nghiệm về truyền thông sản phẩm trong bối cảnh của cạnh tranh trên thị trường nước mắm đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Hai loại nước mắm được quảng cáo là an toàn thạch tín đều là nước mắm công nghiệp và đang được rất nhiều gia đình Việt Nam sử dụng. Một loại có giá 35.000 đồng một chai 500ml, một loại có giá 30.000 đồng một chai 750ml. Nội dung quảng cáo được in màu kích cỡ lớn trên toàn bộ một trang giấy cỡ A3 của một tờ báo tên tuổi có lượng người đọc vào hàng lớn nhất cả nước. Thật trùng hợp là báo này cũng chính là cơ quan truyền thông đầu tiên đăng tải thông tin về nước mắm cách đây 10 ngày. Nhiều người cho rằng xuất hiện trong thời điểm này, nước mắm được quảng cáo là an toàn thạch tín sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây có thể là một chiêu thức quảng cáo của nhà sản xuất vì trên thực tế, nước mắm nhiễm asen không đáng ngại vì asen trong nước mắm là asen hữu cơ có từ cá Câu đầu tiên tôi có thể nói với tất cả mọi người là hiện nay nước asen có trong nước mắm nhưng là asen hữu cơ cho nên là không độc và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe người tiêu dùng. Câu đấy chúng ta có thể khẳng định bởi vì nó có những căn cứ khoa học và có cơ sở pháp lý rõ ràng. Tiến sĩ Trần Thị Dung cũng tiết lộ cách đây không lâu trong một hội thảo về nước mắm, chính nhà sản xuất của hai loại nước mắm đang được quảng cáo là an toàn thạch tín, từng đề cập đến thông tin về asen trong sản phẩm nước chấm mà mọi gia đình Việt Nam đều sử dụng. Sau cuộc hội thảo đó, và đặc biệt là thời gian gần đây, sự chú ý của dư luận dường như bị lái một cách có chủ đích vào thông tin phần lớn mẫu nước mắm truyền thống nhiễm asen trong khi vấn đề lo ngại chính của nước mắm bây giờ lẽ ra nằm ở hàng loạt các loại chất phụ da như chất điều vị, chất tạo mùi, tạo màu, hương cá có trong các sản phẩm được sản xuất công nghiệp tất cả các hóa chất tổng hợp là không tốt không cần phải nói gì cả đã là hóa chất tổng hợp là độc hại với cơ thể cho nên tiến tới một cái thực phẩm mà không nên dùng hóa chất tổng hợp nếu không kiểm soát là bị ảnh hưởng rất nhiều đấy, như tôi nói đấy nó ảnh hưởng đến bệnh tật ảnh hưởng đến phát triển giống nòi gây ra bệnh cấp tính bệnh mãn tính và ảnh hưởng đến phát triển cơ thể dùng loại nước mắm nào phụ thuộc sở thích và khẩu vị của người tiêu dùng dù rằng thời gian gần đây sở thích và khẩu vị đó đã thay đổi nhiều do bị chi phối bởi các thông tin quảng cáo song về lâu dài và đặc biệt là ở thời điểm này người tiêu dùng cần chất lọc thông tin để có được sản phẩm an toàn cho sức khỏe xin được nhắc lại một chút về những diễn biến được cho là khá bất thường của thị trường nước mắm chỉ trong 10 ngày vừa qua. Vào ngày 10 tháng 10, thì một tờ báo lớn đã đăng tải bài về nước mắm công nghiệp với thông tin là những hóa chất ở trong nước mắm công nghiệp thì có thể gây hại cho người tiêu dùng. Và 5 ngày sau, vào hôm 15 tháng 10, Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng đã công bố kết quả khảo sát cho thấy là phần lớn các mẫu nước mắm truyền thống thì có thạch tín vượt ngưỡng cho phép. Và đặc biệt là ngay sau đó thì một số facebooker có tiếng và lượng người theo dõi lớn ở trên mạng xã hội đã đăng tải danh sách các loại nước mắm truyền thống được cho là có asen độc hại. Và thông tin này đã khiến cho người tiêu dùng vô cùng hoang mang, thậm chí đến chiều nay ngày 20 tháng 10 thì siêu thị Vivimart cho biết là đã tạm dừng bán một số loại nước mắm truyền thống sau công bố của hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng. Và đến ngày hôm nay thì chính tờ báo lớn từng đăng bài viết về nước mắm công nghiệp lại đăng một quảng cáo về một loại nước mắm được cho là an toàn với thạch tín. Những diễn biến này thì không khỏi khiến cho dư luận đặt nghi vấn về một chiến dịch truyền thông nhằm hạ bệ nước mắm truyền thống. Dạ vâng, và hồi giữa tháng 7, hội này công bố kết quả của một cuộc khảo sát quy mô được tiến hành trong 3 tháng tại nhiều địa bàn trên cả nước. Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện 9 mẫu cà phê không caffeine được bày bán trên vỉa hè đường phố. Và chỉ khoảng nửa tháng sau, một thương hiệu cà phê lớn đã cam kết sản phẩm của họ không trộn đậu nành, kèm theo đó là những quảng cáo về cà phê làm từ 100% cà phê. Như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy sự giống nhau đến kỳ lạ của hai hoạt động truyền thông này. Và trong cả hai lần đều có liên quan đến hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng. Và đặc biệt là có sự giúp sức rất lớn của các facebooker có ảnh hưởng trên mạng xã hội những người mà chỉ cần một bài viết của họ đã có thể tác động đến hàng triệu người tiêu dùng Vâng và trong thời đại của mạng xã hội hiện nay thì đối với các hãng có lẽ cách quảng bá sản phẩm tốt nhất chính là thông qua những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội và thông qua các bài viết của họ. Và đây được xem là cách truyền thông hiệu quả nhất khi có thể tiếp cận một cách nhanh chóng tới hàng triệu khách hàng mục tiêu mà vẫn được gắn mác là hàng đảm bảo chất lượng bởi uy tín của các Facebooker. Và thông qua những hợp tác cùng các nhãn hàng và dịch vụ như vậy thì những người nổi tiếng có thể kiếm bộn tiền sau mỗi bài đăng. Theo thống kê của Captive8, là một công ty chuyên môi giới các nhãn hiệu với người nổi tiếng thì các tài khoản YouTube của người nổi tiếng có thể giúp họ bỏ túi khoảng 12.500 tới 300.000 đô la Mỹ cho mỗi bài đăng tùy vào lượng người theo dõi. Và theo ước tính thì với một tài khoản có từ 3 đến 7 triệu người theo dõi, chủ nhân tài khoản đó có thể kiếm được trung bình từ 187.500 đô la Mỹ trên YouTube. 93.750 đô la Mỹ trên Facebook và 75.000 đô la Mỹ trên Instagram hay Snapchat từ một bài viết mang tính quảng cáo. Quảng cáo thông qua các bài đăng ở trên mạng xã hội đang là cách kiếm tiền được khá nhiều người nổi tiếng ở trên thế giới cũng như là tại Việt Nam sử dụng. Tại Việt Nam thì có lẽ những tên người nổi tiếng ví dụ như là Khởi Mi với tài khoản Facebook hơn 10 triệu người theo dõi. Trấn Thành với hơn 9,6 triệu người theo dõi hay là Sơn Tùng MTP với gần 9 triệu người theo dõi sẽ là những cái tên lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng và các dịch vụ. Hôm nay ngày 20 tháng 10, ngày của những người phụ nữ. Bởi thế, ăn gì, chơi ở đâu cũng là những câu hỏi được chị em đặc biệt quan tâm. Tại thủ đô Hà Nội, một trong những điểm đến thu hút được nhiều chị em đến nhất là Thảo Nguyên Hoa Long Biên, một điểm du lịch mới và hấp dẫn gần trung tâm thủ đô. Đến đây, các chị em có thể thỏa sức khoe dáng bên vườn hoa sực sỡ sắc màu hôm nay là ngày 20 tháng 10 và còn gì đặc biệt hơn khi được hòa mình trong không gian đầy nắng và gió của một thảo nguyên hoa. Chỉ cách Hà Nội 20 phút di chuyển nằm ngay bên bãi sông Hồng, thảo nguyên hoa đã trở thành một điểm đến cho chị em phụ nữ trong ngày 20 tháng 10. Thảo Nguyên Hoa Long Biên được xây dựng vào cuối năm 2015 trên diện tích lên tới 6 hectare đang là điểm đến hấp dẫn dành cho giới trẻ và các chị em phụ nữ yêu hoa và đam mê chụp ảnh. Mặc dù ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay rơi vào ngày làm việc, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều chị em đến đây để thưởng ngoạn cảnh đẹp cũng như chụp ảnh kỷ niệm. thì em cũng mới biết được trên mạng là họ mới trồng lại cái vụ mới này và nhân ngày 20 tháng 10 thì chị em ở cơ quan có rủ nhau sang đây để chụp ảnh làm kỷ niệm ạ. Mình ở Hà Nội Thế nhưng mà ở trong nội thành cho nên là cũng không có nhiều những cái điểm uh, có cái không gian thoáng đãng và cái khung cảnh hoa rồi những cái đàn cừu rồi những ngôi nhà rất là đẹp. Thế nên là nhân ngày 20 tháng 10 thì cũng chị em ở cơ quan là cũng sang đây để chụp những cái tấm hình làm kỷ niệm. Càng về trưa, thảo nguyên hoa càng rộn ràng tấp nập biết trước sẽ đông khách trong những ngày ý nghĩa như hôm nay, chủ vườn đã huy động nhân lực đón khách từ sáng sớm. Hôm nay thì cũng hơi khác biệt hơn một ngày mọi ngày một chút là hôm nay là ngày 20 tháng 10 ngày kỷ niệm phụ nữ Việt Nam thì chị em đã đến để, để du ngoại ở cái vườn hoa của mình. Đó là một cái điểm vinh dự cho những người như chúng mình làm ở đây và xây dựng nên cái mô hình này ngoài du khách chụp ảnh kỷ niệm, thì những cặp uyên ương cũng tìm đến nơi này để có được những tấm hình cưới lãng mạn nhất là khi thời tiết của ngày 20 tháng 10 năm nay khá đẹp, ánh nắng chan hòa càng làm cho những luống hoa thêm phần rực rỡ. Ngày 20 tháng 10 ngày để chúng ta tôn vinh những người phụ nữ nhưng mà một thông tin mà chúng tôi đề cập sau đây sẽ khiến nhiều người phẫn nộ đó là vụ việc một nữ nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị hai nam hành khách hành hung ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Và đáng nói là một trong hai hành khách này là cán bộ của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Chiều nay trao đổi với phóng viên VTC thì ông Lại Xuân Thanh là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết là có thể sẽ xem xét cấm bay đối với hai nam hành khách trên. Theo ông Lại Xuân Thanh thì khách đánh nhân viên Việt nam Airlines trong khu vực cảng hàng không là vi phạm các quy định về an ninh an toàn hàng không. Do vậy nhà chức trách có thể đình chỉ hoặc cấm bay đối với khách này. Ngoài ra cơ quan chức năng có thể xử phạt hành chính hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến công an huyện sóc sơn thành phố hà nội để xem xét giải quyết. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 10 thì hành khách trần dương tùng sinh năm 1984 và đào vịnh thuấn sinh năm 1979 cùng chú tại hà nội khi làm thủ tục cho chuyến bay từ hà nội đi thành phố hồ chí minh đã có hành vi xúc phạm và hành hung chị nguyễn lê quỳnh anh nhân viên của vietnam airlines dẫn đến việc chị quỳnh anh phải được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. hiện chị quỳnh anh đã được xuất viện song còn rất hoang mang vì lo bị trả thù. Theo chị Quỳnh Anh thì hôm đó khi vừa hết ca trực, chị chứng kiến cảnh ông Tùng và ông Thuấn ra sân bay muộn nên không được làm thủ tục bay nhưng lại to tiếng với nhân viên hàng không và chị đã dùng điện thoại quay lại để báo cáo cấp trên. Ngay sau đó thì ông Thuấn đã túm áo bóp cổ chị còn ông Tùng thì đánh liên tiếp vào đầu chị. Trong khi đó trao đổi với phóng viên thì ông Trần Đăng Hải là Tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định là ông Đào Vĩnh Thuấn đúng là cán bộ của thanh tra sở. Vào thời điểm xảy ra xung đột thì ông Thuấn đang được nghỉ phép đi việc riêng chứ không phải đi công tác. Vẫn là một câu chuyện liên quan đến phụ nữ, nhiều người quan thường quan niệm rằng đàn ông sinh ra là để gánh vác những trọng trách to lớn của gia đình cũng như khẳng định vị trí của mình trong xã hội, ngược lại phụ nữ sinh ra là để quán xuyến việc nhà. Tuy nhiên, một bà mẹ đơn thân người Mỹ đã khiến rất nhiều người phải bất ngờ và ngưỡng mộ, nhưng không phải vì cô có thể dạy con trở thành một người tài giỏi. Chị Nicole Pollun, 23 tuổi sinh sống tại bang Michigan đã quyết định dạy cho cậu con trai 6 tuổi của mình những công việc nhà để sau này có thể giúp đỡ vợ con. Polun dạy cho con từ những điều nhỏ nhất như nấu nướng, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa. Được biết Polun bắt đầu dạy con trai làm việc nhà từ khi cậu bé mới chỉ 4 tuổi và cậu bé cũng cảm thấy thích thú khi được giúp đỡ mẹ việc nhà. Bài viết của chị Polun trên Facebook chia sẻ kinh nghiệm dạy con trai làm việc nhà để trở thành người đàn ông tử tế đã thu hút hơn 58.800 lượt người chia sẻ. Ở cuối bài viết, chị cô luôn cho rằng các bậc phụ huynh hãy nhớ sở dĩ một người đàn ông tin rằng anh ta không nên đụng tay nấu ăn hay làm việc nhà là do lúc nhỏ anh ta đã không bao giờ được dạy làm điều đó. Trong khi thông tin về trường hợp một. Đã cháu bé bị dị tật đầu nhỏ nghi do nhiễm Zika tại Đắk Lắk vẫn đang khiến cho không ít người lo lắng, nhất là các phụ nữ đang mang thai. Thì ngày hôm nay cũng ở địa phương này lại phát hiện thêm hai trẻ nữa bị dị tật đầu nhỏ và cũng nghi do nhiễm virus Zika. Hai trẻ bị dị tật đầu nhỏ nghi nhiễm virus Zika là hai chị em ruột trong một gia đình, người chị 7 tuổi và người em ruột 4 tuổi. Hai bé đều là con của anh nụ trú tại thôn Giang Đông, xã Ehada, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Được biết là bé gái 7 tuổi có vòng đầu là 35 cm, bé gái 4 tuổi vòng đầu là 39 cm, nhỏ hơn rất nhiều so với các bé cùng tuổi. Theo gia đình của anh Nụ thì vợ chồng anh có 4 người con. Con đầu và con út thì phát triển bình thường, riêng hai con giữa thì từ lúc sinh ra đầu đã nhỏ và giống hệt nhau. Đặc biệt là hai cháu này đến nay vẫn chưa phát âm rõ ràng và có biểu hiện chậm phát triển. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết là đã gửi mẫu máu và mẫu nước tiểu của hai bé gái này đi xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây ra chứng đầu nhỏ. Trước đó, Sở Y tế Đắk Lắk cũng phát hiện một bé gái 4 tháng tuổi ngụ tại huyện Krông Búc bị dị tật đầu nhỏ và nghi do nhiễm virus Zika. Trở thành một người nổi tiếng khắp nước Anh vì là người đàn ông cưới vợ nhiều lần nhất và thậm chí ông đã từng lớn tiếng thề thốt rằng sẽ không bao giờ kết hôn nữa sau 8 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng ước mong về một đám cưới thứ 9 với một cô dâu người Philippines đã khiến người đàn ông 67 tuổi này quên đi những gì đã thề thốt trước đó. Tuy nhiên, một lệnh cấm kết hôn từ phía tòa án đang trở thành rào cản cho cuộc hôn nhân lần này của ông. Ông Ron Shepard 68 tuổi là một người nổi tiếng tại xứ sở sương mù khi trải qua tới 8 cuộc hôn nhân và ly dị. Cuộc hôn nhân dài nhất của ông kéo dài 13 năm và cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất chỉ kéo dài đúng 10 tháng. Giờ đây ông lại tiếp tục muốn kết hôn cùng một cô gái 27 tuổi người Philippines có tên Crystal Marquez. Tuy nhiên, hiện tại Ron lại chưa có đủ tiền để lo liệu thủ tục cho Crystal bay sang Anh. Vì cảm thấy cô đơn nên Ron đã thử nỗ lực cứu vớt cuộc hôn nhân thứ 8 của mình. Ron đã nhiều lần tìm đến cầu xin người vợ thứ 8 có tên Platino quay trở lại. Tuy nhiên, các hành động của ông khiến cô hoảng sợ, thậm chí phải nghỉ làm và chuyển chỗ ở. Sau khi Platino đệ đơn kiện lên tòa án địa phương, Ron đã bị phạt gần 740 đô vì tội quấy rối, đồng thời bị cấm kết hôn trong vòng 2 năm. Thế là cuộc hôn nhân thứ 9 của người đàn ông này không biết bao giờ mới thành hiện thực. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 10 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngày từ lâu cũng được coi là ngày phụ nữ Việt Nam ở đâu cũng vậy. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh chị em phụ nữ súng xính váy áo, dạng dỡ cười nói, quà hoa tiệc tùng như là một ngày hội lớn. Bởi nhiều người cho rằng cả năm đã là ngày của đàn ông và chỉ có mùng 8 tháng 3 và hôm nay 20 tháng 10 là ngày dành cho phái yếu. Chỉ cần thế là chị em đã có thể hài lòng, chỉ cần thế là chị em đã tin rằng cuộc đấu tranh đòi bình đẳng đã thắng lợi và chỉ cần thế là chị em đã có thể an phận làm việc, cống hiến suốt cả năm cho gia đình và xã Hội mà không một lời ca thán. Phụ nữ vốn là vậy, họ thường chỉ vì những món quà xinh đẹp có thể tủm tỉm cười suốt ngày, vì những lời khen mà lâng lâng trong lòng hạnh phúc hay vì một lời treo một nếp nhăn trên khuôn mặt mà đứng ngồi không yên. Nhiều người cho rằng đó là bệnh phù phiếm của những người đàn bà. Vậy, sự phù phiếm này là đặc trưng mang bản chất về giới hay là vì đâu mà có Và sự phù phiếm đó là đáng yêu hay đáng trách Chuyện tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề này Cùng sự tham gia của một khách mời Người mà trong suốt hàng chục năm công tác luôn gắn, gắn bó với phái đẹp à, Xin được giới thiệu nhà thơ Dương Kỳ Anh à, Tổng biên tập báo tiền phong Người được coi là khai sinh ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Dạ vâng, à, xin chào nhà thơ Dương Kỳ Anh Và nhân ngày 20 tháng 10 thì nhà thơ có thể à, dành một vài thơ cho các chị em không được không ạ Vâng Ừ, trên thế giới thì có một chi bức tượng gọi là biểu trưng như phái đẹp gọi ừ. là tưởng thần về nữ dạ. Ở Việt Nam chúng ta thì có một bức tranh biểu trưng như phái đẹp gọi là tranh tố nữ ừ. Chắc là nhiều người biết tranh tố nữ Và tôi có một bài thơ là với tranh tố nữ Thì hôm nay tôi xin đọc tặng phái đẹp chúng ta ừ. Ta yêu cái đẹp như trời vậy Chẳng đợi hoa đào xuân vẫn sang có cô yếm thắm nghìn năm tuổi trong sắc dân gian má ửng hồng tranh tố nữ là tranh một cái cô yếm thắm mà có nghìn năm tuổi rồi nhưng mà luôn luôn ửng hồng tức ừ. là người phụ nữ luôn luôn phải phải làm đẹp dù có nghìn năm rồi thì người phụ nữ vẫn là là người mà luôn luôn phải yêu tự mình làm đẹp và đấy là một trong những cái bản chất của phụ nữ ta từng nói rằng là người phụ nữ không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp đúng dạ. Dạ vâng. Vâng thưa nhà thơ là nghe bài thơ của nhà thơ thì bản thân Linh cũng cảm thấy là mình có chút gọi là vui uh, vì là một người phụ nữ. Thế có thể thấy là chị em phụ nữ có quả thật là phù phiếm hay không? Uh, thì theo nhà thơ điều này có đúng không ạ? Có phải là chị em phụ nữ chúng tôi thì phù phiếm hơn và không được thực tế như đàn ông không ạ? Thực ra thì phù phiếm nó cũng là một khía cạnh của làm đẹp. Ừ. Nó là cũng là một cái khía cạnh đáng yêu của người phụ nữ. Đúng vâng không? À. Tôi cho rằng phụ nữ thì làm đẹp đó là bản chất người phụ nữ là phải đẹp mà phải đẹp thì tất nhiên phải luôn luôn làm đẹp, làm như mình đẹp hơn và và trong làm đẹp đó thì nó có một cái khía cạnh mà ta gọi là phù phiếm. Thực ra đó là một cái khía cạnh làm đẹp mà thôi, làm đẹp mà thôi. Nó cũng vừa đáng yêu nhưng mà quá đi thì cũng có thể là đáng trách. Ừ, dạ vâng. Và thưa nhà thơ thì theo ông cái sự phù phiếm này nó thuộc về bản năng của giới hay là nó vì lý do nào khác hay không ạ? Thực ra phù phiếm thì chỉ nói người phụ nữ thôi. Thì, thì, đàn ông cũng có những người phù phiếm nhưng mà phụ nữ tôi cho rằng cái khía cạnh phù phiếm này tức là một cái khía cạnh làm đẹp nhưng mà đôi khi nó 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 quá đi vắng lại người phụ nữ cũng cần một bó hoa cần một nụ lời khen uh -huh. ngọt ngào cần một cái cái cái, ví đẹp cần một cái bộ cánh đẹp vân vân tôi uh -huh. cho rằng nó là bình thường thôi tất nhiên mà mà ta nói là phù phiếm thì cũng là một cách nói mà thôi uh -huh. vì cái từ này xem chứ là nó không hay nhưng mà thực ra nó là khía cạnh làm đẹp mà thôi tôi nghĩ là nó vừa đáng yêu mà dạ. nhưng người phù phiếm cũng có những nét đáng yêu và tất nhiên nó quá đi thì cũng có thể nét đáng trách tức là nó nên là ở cái nghĩa trung lập đúng không ạ nó cũng không phải là tích cực hay tiêu cực nó tùy thuộc của mỗi người cái lượng nó như thế nào thôi đúng không ạ dạ vâng thưa nhà thơ dương kỳ anh thì nhà thơ nghĩ rằng là tại sao chị em phụ nữ là chỉ có những cái hành động nhỏ và đôi chút tinh tế của người đàn ông thôi thì đã rất là hạnh phúc rồi đúng. Ờ, có phải vì người phụ nữ đơn giản hay không ừ. hay là vì người phụ nữ họ quá thiếu thốn cái tình cảm quá thiếu thốn sự quan tâm nên là chỉ một cái hành động nhỏ thôi là người phụ nữ đã rất là hạnh phúc rồi ạ ừ. theo nhà thơ là sao ạ tôi cho rằng là người phụ nữ thì 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 cũng cũng là đơn giản nhưng mà cũng rất phức tạp đấy <laughs> trong cái phức tạp này có những cái điều người ta gọi là phức tạp có những điều người ta gọi là đơn giản ừ. trong người phụ nữ thì vừa mang hai cái yếu tố vừa đơn giản vừa phức tạp và đấy là cái đáng yêu của người phụ nữ, cái đơn giản cũng, cũng là có cái đáng yêu, cái phức tạp cũng có cái đáng yêu. tất nhiên là anh biểu hiện như thế nào, đừng thái quá đi thôi. còn ở một mức độ nào đó thì đều là một cái điều đáng chấp nhận và cũng là đáng yêu. và người đàn ông theo tôi thì thì cần phải hiểu điều đó và chúng ta phải ủng hộ những cái gì mà làm người phụ nữ của mình đẹp hơn vâng, nãy giờ thì nhà, nhà thơ Dương Kỳ Anh thì có đề cập cái khía cạnh cái cái khái niệm phù phiếm ở cái góc ừ. độ là làm đẹp, à, tất nhiên là chúng ta đó chỉ là một phần, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể mở rộng ra một chút nói đến cái sự phù phiếm, phù phiếm chúng ta hiểu là những cái gì đó hơi viển vông và không xa rời với thực tế, ừ. và trong cuộc sống thực sự là người phụ nữ đôi khi họ cũng tôi cảm giác là có nhiều người cũng mong muốn họ có nhu cầu, có nhu cầu về những thứ mà ví dụ đàn ông nhìn vào thì sẽ có thốt lên rằng là đúng là phù phiếm thật, ừ. ví dụ như là ngày này chẳng hạn chúng ta nhiều ông chồng sẽ nói rằng tặng hoa làm gì cho nó phủ phiếm ra ừ. mà phụ nữ thì vẫn cần một bó hoa như thế để cho nó vui ông có nghĩ rằng là những người phụ nữ họ phủ phiếm như thế họ bản thân họ sẽ khổ bởi vì không phải khi nào người đàn ông cũng có thể đáp ứng được sự phủ phiếm của họ ừ. và đôi khi là cái sự phủ phiếm của phụ nữ lại làm khổ của người đàn ông nữa cơ ừ, ừ, ừ. đúng là như vậy đấy nhưng mà đấy là thế mới gọi là phụ nữ nếu không thì là không phải là là chúng ta rồi là những người nam giới rồi phóng người phụ nữ vốn là có những cái nét phủ phiếm gần như là bản chất Đấy, tức là vì họ muốn làm đẹp mà. Vì nó là phải đẹp muốn làm đẹp và trong cái làm đẹp thì đôi khi quả đi cũng, cũng cũng thì ta cũng, cũng cũng là có thể thông cảm được. Đấy là gọi là phù phiếm. Tức là anh mơ tưởng là làm những cái việc mà nhiều khi nó cũng không ít ích gì cho nhìn mình nhiều lắm hoặc là cho chồng con vân vân nhưng mà nó là nó là rất là quan trọng bởi vì nó mang lại cái niềm vui cho người phụ nữ. Làm hay niềm vui cho cho phải đẹp vâng như ông vừa nói như vậy là cái sự phù phiếm đó đôi khi nó mang lại niềm vui đúng không ạ như vậy phải chăng là ý ông là trong cuộc sống thì người đàn ông thì đôi khi cũng phù phiếm theo người phụ nữ một chút thì nó tạo nên một cái cuộc sống lãng mạn bởi vì lãng mạn là nói cái chất liệu để duy trì một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc đúng không ạ không biết là cá nhân nhà thơ thì trong cuộc sống của mình thì đã duy trì cái sự phù phiếm của mình cũng như là đáp ứng cái sự phù phiếm của người phụ nữ của đời mình như thế nào tất nhiên tôi thì thì thì, thì, thì tôi luôn luôn ủng hộ cái điều đó tức là người đàn ông cũng đôi khi cũng phải phù phiếm một chút đôi khi cũng phải chiều lòng cái, cái người phụ nữ của mình chứ ạ? dù cái, cái một cái bông hoa với cái này việc khác nó cũng không, không phải là cái gì mà mà ấy lắm nó cũng nhiều khi nó cũng là phù phiếm nhưng mà nó cũng là cần thiết tất nhiên là tôi thì thì, thì cũng, cũng cũng, cũng đấy là lý thuyết chứ bản thân tôi nhiều khi cũng chưa làm được những cái điều mà làm cho cái người phụ nữ đời mình vui hoặc là hài lòng hết đâu dạ vâng và như nhà thơ dương kỳ anh có chia sẻ là cái sự phù phiếm đấy nó là vẻ đẹp đáng yêu hay nó thành đáng trách thì nó cũng tùy thuộc vào cái giới hạn đúng không ạ thế thì nhà thơ có thể chia sẻ làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái sự cân bằng giữa sự thực tế của người đàn ông và vẫn có một chút phù phiếm gì đó của người phụ nữ để là chúng ta có một cái mối quan hệ rất là uh, hạnh phúc được không ạ đúng như thế tôi nghĩ rằng là người đàn ông phải hiểu cái người phụ nữ hiểu rằng cái trong cái phù phiếm đó có những cái nét đáng yêu có những cái nét cần thiết, có những cái nét để làm đẹp cho cái người phụ nữ của đời mình. Nhưng mà cũng nếu mà anh đi quá đi giới hạn đi, tức là chỉ có chăm chú đến cái đó thôi, thì nó trở nên phù phiếm nó không hay và nó bởi vì vẻ đẹp của người phụ nữ nó phải nó phải là sự hài hòa. Ừ. À, phù phiếm là những cái gì nó nó thuộc về bên ngoài người phụ nữ. Thế còn nếu mà mà người phụ nữ đẹp thì không phải chỉ có những cái 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 trang điểm đến mình mà còn cái vẻ đẹp của tâm hồn, của nhân cách, của hiểu biết vân vân. Ừ, dạ vâng à, Và Linh nghĩ là một ngày nào đó chúng ta có thể có một cái cuộc trò chuyện Để nói rằng là các quý ông cũng rất là phù phiếm Nhưng mà nó ở một góc độ khác đúng không ạ Linh có với cả một vậy. cuộc tranh luận với cả uh, anh Phước trước cái buổi ngày đúng. hôm nay Thế nhưng mà tuy nhiên là uh, như chúng ta có thể uh, thấy Như nhà thơ Dương Kỳ Anh có thể chia sẻ Cái điều gì cũng vậy thôi Chúng ta cần phải có cái sự vừa phải đúng Làm thế. sao nó vừa đẹp đúng không ạ Vâng cảm ơn nhà thơ Dương Kỳ Anh rất nhiều Đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta Nhân ngày 20 tháng 10 thưa quý vị đàn bà sinh ra phần đông đã mắc bệnh phù phiếm đã thế cuộc sống lại tạo cho họ quá nhiều điều kiện để căn bệnh ấy ngày càng nặng hơn nhỏ thì nghe chuyện cổ tích với công chúa hoàng tử lớn lên thì bị chuyện ngôn tình và phim tình cảm hàn quốc vây quanh sự phù phiếm làm nên tính cách của người phụ nữ nhưng ngược lại họ cũng luôn thực tế trong chuyện cơm áo gạo tiền khi chăm sóc cho gia đình chồng con Họ có thể phù phiếm khi đòi hỏi một bó hoa cho ngày 20 tháng 10, nhưng họ luôn thực tế khi làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ của mình trong suốt 365 ngày trong năm. Vậy hà cớ gì chúng ta lại trách mắng sự phù phiếm của phụ nữ? Thay vào đó, đàn bà phù phiếm càng cần đàn ông yêu thương và trân trọng. Hãy nuông chiều sự phù phiếm của phụ nữ bởi một nửa của thế giới xinh đẹp và nhạy cảm ấy xứng đáng được như vậy. Vâng cảm ơn nhà thơ Dương Kỳ Anh đã đến với chương trình Chào buổi tối và thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.